Rồi, ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục soi xét đồ của cao thủ Côn Lôn Tăng Trưởng Môn em của tháng 8 vừa rồi. Thì tháng 8 vừa rồi thì Tăng Trưởng Môn Côn Lôn là cao thủ Đinh Đăng. Và anh em cùng xem xét đồ của cao thủ Đinh Đăng gồm những vật phẩm như thế nào và ra sao nha em. Đó, em thấy không? Đó, vòng sáng Tăng Trưởng Môn nhìn đầu khá đẹp. Đó, ok. Đầu tiên chúng ta để ý đến con ngựa, hiện tại con ngựa Thối Phiến Tây Vực của Đinh Đăng đang sở hữu cho mình đó là con Phi Dân. Khá là cảnh em. Phi Dân này hiện tại sẽ vừa khoảng tầm 5 đến 6 triệu nha mọi người. Đó, 5 đến 6 triệu con này. Còn con thường thì khoảng tầm 1 triệu thôi em ơi. Con này ép lên kháng cảnh 5 rồi, giá trị nó có thể nói là gấp 5 anh em ơi. Rồi, đầu xe vờ thì nó khác tầm này thì cũng tương đối vừa rẻ anh em ơi, chứ không có mắc lắm. Hồi xưa là con này không cộng đã 5 triệu đâu nè. Tầm này thì đã cộng mà còn 5 triệu thì khá là ok. Ép lên rất là tốn kém. Rồi, tiếp tục đang sử dụng như mình một set Newton, một cái chuyền làm chậm 40, áo Newton kỹ năng 1 cấp và một nhẫn đầu công 60. Một ngọc bội phòng thủ lý 24. Thì hiện tại đang sử dụng cho mình một set Newton. Set Newton tương đối đẹp 90% anh em ạ. Ở set Newton thì ở server tầm cũng hơn khả nghĩ đến hiện tại bây giờ thì set Newton này cũng tương đối gần 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu set này nha nè. Đó. Hồi đầu thì rác lòng mắt, tầm này rẻ rồi anh em ạ. Đó. Rồi, cho 2 triệu đi. Rồi, cũng ngựa cho 5 triệu nha nè. Đó, set đồ. Rồi tiếp tục đến là một cái đao Lăng Tuyệt. Sau khi lên Tăng Trưởng Môn thì Đinh Đăng cũng có một cái đao chống phái của Côn Lôn, nhưng mà Đinh Đăng là không mang. Đinh Đăng đang mang cái đao Linh Tuyệt nha em. Tốc 28, binh sát 19 và sát thương 73 và sát thương 25% với dòng hút nội lực. Rồi, cái đao này ở server cũng tầm hơn 1 triệu rưỡi nha em. Đó, hơn 1 triệu rưỡi đao này, khoảng hơn 20 kim. Rồi, sử dụng mình một cái nón phòng thủ lý 24, làm chậm 20 và một bao tay kháng hỏa 15, chống 40, kèm với một đai lưng thuộc lý 20, chậm 20, một đôi giày 35-40, 35 tóc và kháng hỏa 7 chống 40 và một nhẫn kháng lôi 27, tính ra một món kháng lôi và hai món kháng hỏa chón là có cho mình là 80 chón rồi nè mà. Đó, 80 chón một món kháng lôi kèm với hai món thuộc lý từ 25 đai lưng và một cái nón 24-20 thì ạc này phòng thủ khá cao, hai món phòng thủ và kèm với một cái gia truyền này thì đạt cho mình 80 chậm 80 chón nè. Thì ở cái nón này thì cũng gần 1 triệu rưỡi đến 2 triệu nón này đó nè. Đai lưng này thì đẹp hơn này. Đai lưng này thầy nghĩ bèo lắm, kèo lắm cũng ít nhất phải 2 triệu của đai lưng này. Đó. Thì đỡ mà nói thì hai món này có giá trị này, phòng thủ lý này. Thì hai món này cho khoảng hơn 3 triệu, gần 4 triệu đi. Thì ngựa này là 5 triệu và set đồ đao. Thì set đồ này trên dưới hơn 10 triệu nè mà, hơn 10 triệu một chút nha nè. Tính sơ qua thì set đồ này hơn 10 triệu. Và hiện tại đang có cho mình mực nạ kháng cảnh năm và một chân sức sinh lực 200. Và tiếp tục đó là một ấn tính phòng thủ lý 24 nha nè. Ấn tính này thì có cho mình phòng thủ lý 24. Thì cái ấn này là bèo lắm, server này khoảng 3 triệu nè. Thêm cái ấn này nữa thì set đồ này gần tương đối gần 15 triệu rồi nè. Set đồ này nó gần tương đối 15 triệu nè. Phòng thủ khá trâu á nè. Rồi, đó một set đồ khá chuẩn cho Côn Lôn nè. Côn Lôn đánh vào tranh solo với nhau thì Côn Lôn set đồ này quá pin nè. Rồi, hiện tại với set đồ này thì anh ta đang có cho mình một áo kỹ năng 1 cấp kèm với càn khôn 2 cấp là 3, sơn hà 3 1 cấp nữa là 4. 4 cấp nếu mà như có phi phong, chỗ này nó là 5 cấp kỹ năng nha. Đó, ạc này đang có hàng 43. Rồi, ok. Một set đồ thì Côn Lôn khá chuẩn nha mọi người. Ok, anh em đang xem đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ video chơi. Và anh em thích soi cầu thủ nào, Khải sẽ tiếp tục soi những video tiếp theo cho anh em xem. Tăng Trưởng Môn tháng này tiếp theo cho anh em xem nha. Và tháng sau Khải sẽ soi tiếp tục cho anh em xem nha. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.